Cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube đồ gỗ Ba Đại chúng em. Video hôm nay muốn lên giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ. Sản phẩm đầu tiên video hôm nay em muốn giới thiệu, đây là một chiếc kỷ ạ, với chiếc kỷ gỗ cẩm nai. Đường kính mặt em đo là vuông 25 cm. Cao là 15 cm. Phần dưới đây ạ, để đục chạm. Chân này đục chạm đầu nâng chân móng với chiếc kỷ ạ, đục chạm tứ diện, bốn mặt là như nhau. Ở đây là trên mặt ạ, trên gỗ nành nặn ạ và rất là đẹp luôn. Và với chiếc kỷ gỗ cẩm nai này em báo giá và giao lưu giá là 1.700.000, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và sản phẩm tiếp theo ạ, đây em muốn giới thiệu. Em một chiếc khay trà, chất liệu là gỗ cẩm nai, em đo thông số ạ. Chiều ngang là 35 cm. Sâu 25 cm. Đây là những đường nét ạ, đục chạm. Với chiếc khay trà đục chạm tứ diện, bốn mặt là như nhau. Đây là phần dưới chiếc khay ạ, có một chiếc đĩa ạ để các bạn có thể là đựng nước ạ, vệ sinh. Và bên trong họ đục chạm những đường nét hoa là tây ạ. Với chiếc khay trà em báo giá và giao lưu ạ, giá là 1.500.000, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và tiếp theo ạ, đây là em có một bộ trống ạ, với bộ trống chất liệu là gỗ cẩm nai ạ. Bộ gồm tổng là có 6 đôn và một bàn. Đầu tiên em đo thông số kích thước của chiếc bàn, đường kính của mặt bàn em đo là 75 cm, chiều cao là 74 cm. Đây là với phần liễu bàn ạ, được chạm những đường nét hoa là tây và bên dưới là được thảm mạ những đường dây neo liên chi. Với chiếc bàn được chạm khắc tứ diện ạ. Và đây là mặt bàn ạ. Bên trong lòng bàn đây được thảm cảnh tùng hạt bách điểu. Về chiếc ốc xà cừ ạ, được cắt tỉa rất là tỉ mỉ, tơ tóc sắc nét. Vần gỗ rất là đẹp nhỉ các bác. Khi giao lưu được cơ sở bảo đảm sẽ cắt cho các bác ạ một miếng kính ạ để trên bàn để các bác có thể là sử dụng vệ sinh ạ, được tiện nghi sạch sẽ. Ở đây bên ngoài là được khảm nhận những đường truyện, những đường ô vang và những đường dây neo cũng được khảm mạ chạy quanh trên mặt bàn. Tiếp theo với 6 chiếc đôn ạ, kích thước này như nhau, em cũng đo thông số đại diện một cái. Đường kính của mặt đôn là 30 cm và đôn cao là 40 cm. Đây là với chiếc đôn ạ, bên trên để đục chạm những hạt chân trâu, bên dưới được khảm những đường dây neo. Chiếc đôn ạ, hàng đục chạm khảm tứ diện ạ, bốn mặt. Chất gỗ rất là nặng luôn ạ, hàng này nặng liền nạc, hàng dày dặn. Và nên đến trên mặt đôn ạ, bên trên là cũng được khảm những đường dây neo. Với bộ bàn trà gỗ cẩm nai này, các bạn có thể làm thành một bộ bàn ăn hay thành một bộ bàn trà, ok, phù hợp với mọi không gian. Và em cũng báo giá và giao lưu ạ, giá là 30 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Và tiếp theo ạ, xuống dưới bên đây, sang bên đây em có một chiếc kệ góc chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật, miền Nam gọi là gỗ mật. Em đo thông số để các bác nắm về kích thước. Chiếc kệ góc này có tổng chiều cao là 135 cm, chiều ngang là 60 cm, sâu là 43 cm. Đây là chiếc kệ góc ạ, gồm có 4 sàn này các bác. Tất cả bên trong ạ đều là ván gỗ hết ạ, trần gỗ dày dặn. Đây là những phần liễu ạ, để đục chạm những đường nét hoa là tây ở bên trong ạ, tạo hình những hình song tiện. Một chiếc kệ góc ạ, kích thước vừa và nhỏ, chất gỗ rất là dày dặn luôn. Các bạn có thể là để đồ ạ, có thể là để trưng bày đồ. Với chiếc kệ góc này em báo giá giao lưu giá chỉ có 3 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và xuống dưới bên đây ạ, em có một đôi cặp bình phú quý ạ, chất liệu là gỗ chắc ta, hàng nguyên khối ạ. Em đo thông số. Với chiếc bình này em có đo chiều cao là 34 cm,
ngang là 17 cm. Em quay chi tiết ạ. Đây là chiếc bình ạ, phú quý với chất liệu là gỗ chắc ta, đây là gỗ tự nhiên ạ. Vần gỗ thì không chê vào đâu được. Đây mặt sau ạ. Chân gỗ ạ, mặt tem gỗ bóng như sừng ạ. Và với chiếc bình phú quý này em cũng báo giá giao lưu, giá chỉ có 1.300.000. Ở đây em có một cặp ạ. Các bác có sưu tầm ạ, vừa chơi vừa trưng bày ạ. Đây chiếc bình thứ hai ạ. Vần gỗ không chê vào đâu nhỉ các bác. Về kích thước của chiếc bình này là cao là 29 ạ và ngang là 20. Gỗ nguyên khối luôn nha các bác. Vần rất là đẹp luôn ạ. Và đây là một cặp bình phú quý này ạ. Giá là 2.600.000 thì em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Tiếp theo em có một chú gà trống nhất kê, chất liệu là gỗ chắc ạ. Em đo thông số để các bác nắm về kích thước. Chiều cao em đo là 33 cm và chiều ngang là 14 cm. Với chú gà trống nhất kê ạ, chất liệu là gỗ chắc ta, được chạm ạ, rất là tỉ mỉ, thì rất là có hồn nhỉ các bác. Chất gỗ đỏ đen ạ. Đây mặt sau ạ. Để đục chạm rất là kinh bong ạ. Chất gỗ đỏ đen thì rất là quý hiếm rồi. Và em báo giá với chú gà trống nhất kê gỗ chắc này, giá chỉ có 2.100.000. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và tiếp theo em có một chiếc tranh đĩa được khảm ạ, thuận buồm xuôi gió, chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ bật, miền Nam gọi là gõ mật. Với đường kính em đo là 36 cm. Em quay chi tiết ạ. Với chiếc tranh đĩa được khảm ạ, thuận buồm xuôi gió, chất liệu là gỗ vụ, thảm ốc xà cừ ạ, cắt tỉa rất là tỉ mỉ tơ tóc. Ở bên ngoài đây ạ, được khảm những đường truyện và những đường dây neo liên chi. Gỗ đồng như một tấm ạ. Với chiếc tranh đĩa thuận buồm xuôi gió này ạ, các bác vừa chơi vừa trưng bày, có thể làm quà biếu ạ, rất là ý nghĩa. Với em báo giá giao lưu với chiếc tranh đĩa thuận buồm xuôi gió này, giá là 3.000.000. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Tiếp theo ạ, đây là em có một bộ song tiện chân móng, chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật, miền Nam gọi là gõ mật. Bộ gồm tổng là có 3 món, gồm có 2 chiếc ghế dài và 1 chiếc bàn. Đầu tiên em đo thông số kích thước của bàn. Bàn dài là 135 cm, ngang là 55 cm. Em đến gần và em quay chi tiết. Với phần chân em đo là 8 cm ạ, rất là dày dặn, chân thì được chạm chân móng ạ. Và đây là với phần liễu ạ. Với chiếc bàn hàng đục chạm là tứ diện, bốn mặt. Đây là phần liễu được đục chạm chim hoa. Dưới bàn cũng có một chiếc sàn để các bác có thể đựng đồ. Và đây là với phần liễu được hàng đục chạm tứ diện, bốn mặt. Tiếp theo hai chiếc ghế thì kích thước là như nhau, em cũng đo thông số đại diện một cái ạ. Với chiếc ghế thì có tổng chiều dài là 184 cm, chiều sâu ạ là 54 cm và ghế cao là 92 cm. Em đến gần và em quay chi tiết. Với chiếc ghế hàng đục chạm là tứ diện. Với những phần nô ạ, tạo hình những hình song tiện và những nô xung quanh đây ạ, này đều được đục chạm. Với tất cả nó ván ghế là ván liền ạ. Em quay sang chiếc ghế thứ hai. Với phần chân em đo cũng 8 cm ạ, dày dặn chắc chắn ạ. Phần tay được tạo hình song tiện và phần đĩa ạ là đều được đục chạm.
mà sau được chạm đúng như mặt trước luôn ạ. Đây là những nô ạ, được tạo hình song tiện vào bên đây ạ, những nô xung quanh ạ, được chạm những con rơi ngậm kim tiền và được chạm tùng lộc và phần liễu ạ, đều được chạm chim hoa hết nha các bác. Và chất gỗ nó liền nhạc dày dặn ạ. Trước khi giao lưu là cơ sở bảo đảm sẽ làm bóng xi sắp lại trước khi giao đến tận nơi. Và em báo giá giao lưu với bộ trường song tiện chân móng này, giá là 25 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Và sang bên đây ạ, em có một chiếc bàn tàu. Chiếc bàn tàu này chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật, miền Nam gọi là gỗ mật. Em đo thông số để các bác nắm về kích thước. Tổng chiều ngang em đo là 153 cm, sâu 50 cm và bán cao là 81 cm. Kích thước to nha các bác. Đây là với phần liễu ạ. Chính giữa đây lại tạo hình một đồng tiền ạ. Cái chiếc bàn tàu này rất là dày dặn, chất gỗ liền nạc. Mà sau cũng được đục chạm đúng như mặt trước luôn ạ. Và hai bên hông ạ, là nhờ đục chạm hai bên hông nhờ như nhau. Và đây là mặt bàn ạ. Bên lòng ván bên trong là ván liền ạ. Vần gỗ không chê vào đầu ạ, hàng lành nặng liền nạc. Với một chiếc bàn tàu ạ, kích thước to ạ, các bác có thể là để trưng bày ạ, đồ sứ đồ tượng, có thể trưng bày rượu hay đồ cổ là theo sở thích. Và em báo giá giao lưu với chiếc bàn tàu cỡ đại này, giá là 5.700.000, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và đây là sản phẩm cuối cùng ạ, video clip hôm nay em muốn giới thiệu một siêu phẩm VIP, tính đến thời điểm hiện tại là chỉ có 102 bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Một bức tranh ạ, cửu ngư quần hội, chất liệu là gỗ chắc ta, và em đo thông số. Tổng chiều ngang của bức tranh là 217 cm và cao là 115 cm. Em đến gần và em quay chi tiết với bức tranh ạ, cửu ngư quần hội, chất liệu là gỗ chắc ta và được khảm trên nền gỗ chắc ạ. Tất cả những con cá ở đây ạ là nguyên liệu ạ, là gỗ xưa đỏ Việt Nam ạ, và những phần trắng ở đây ạ đó là ngà, những nguyên liệu cực kỳ là quý hiếm rồi. Hàng được đục chạm nổi ạ, cắt tỉa rất là tơ tóc và sắc nét. Đây là những ná sen được đục chạm ạ, rất là tỉ mỉ sắc nét đến từng chi tiết. Với kích thước ạ, của những con cá rất là to ạ. Đây là gỗ xưa nha các bác, gỗ xưa đỏ Việt Nam ạ. Nguyên liệu rất là quý hiếm luôn. Đây là những ná sen ạ, đục chạm không chê vào đâu được ạ. Rất là tinh tế và sắc nét. Với bức tranh ạ, cử ngư quần hội ạ, hàng chỉ có 102 bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Một siêu phẩm VIP nha các bác, kích thước rất là to ra luôn ạ. Bên trên ạ, là được khảm 4 chữ ạ, niên niên hữu dư, nói về ý nghĩa mỗi năm ạ, các bác làm ăn đều có dư giả. Với kích thước của bức tranh ạ, tổng chiều ngang là 217 cm và cao là 115 cm. Các bác ạ, ướm để treo ạ, phù hợp treo vào không gian phòng khách thì cực kỳ là sang trọng và đẳng cấp rồi, cũng mang rất là nhiều ý nghĩa luôn ạ. Những nguyên liệu rất là quý hiếm được cắt tỉa chạm nổi. Quay kỹ. Khi các bác xem video chưa kỹ và nghe chưa được rõ, có thể kết bạn với em qua số điện thoại cũng là số Zalo là 0944058115. Em có thể giải chi tiết hơn cho các bác ạ về bức tranh cửu ngư quần hội. Được xem ạ, với phần nền ạ là gỗ chắc ạ, vần gỗ thì không chê vào đâu được ạ. Hàng cũng đã qua thời gian 5 tháng, chất gỗ và tem gỗ nên rất là đẹp ạ. Khi giao lưu là cơ sở Bảo Đại em sẽ làm bóng và xí sắp lại trước khi giao đến tận nơi. Và em báo giá giao lưu với bức tranh cửu ngư quần hội gỗ chắc này, giá là 135 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và khi các bác xem video thấy hay thấy đẹp, có thể cho cơ sở em một like, một đăng ký kênh, em có thêm một lượt phát triển kênh và like những video mới để giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Và các bác xem video thấy hay thấy đẹp, có thể cho cơ sở em một like
Và các bác có thể là liên hệ với em qua số điện thoại cũng là số Zalo là 0944058115, có thể gặp chi tiết hơn và giao lưu với các bác. Em sẽ dừng video ở đây, hẹn các bác ở các video tiếp theo.